Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha anh em ơi. Và bây giờ thì tiếp tục Khải sẽ anh nghi bình dùm cho áo thần anh em. Đã đủ nguyên liệu rồi. Evan Su thì Khải đã mua được 50k điện Tống Kim này, chuông Giáng Sinh rồi 1000 khăn tròn, đó là 10k xu rồi, ép thôi. Còn ba cái kia áo quần với nón là mình mở nguyên liệu rồi. Rồi khui hàng rồi, khui em ơi, khui được dưới đây. Cố gắng làm đi rồi. Chạy qua là bạn đồng đứng lên mảnh viên 8 với tỉa. Viên 8 thì nhỏ xăm. lấy lòng. Ba người kim, người này nè. Thủy tinh, đồ món đầu tiên thủy tinh thấy ngon rồi. Lấy phi tóc đại lực làm gì đây? Let's go. Bạch này không có mana luôn nè, đi vực ải sao đánh ta. Anh em cố gắng cắn cái túi gì tớ 3 ngày vô 300 xu thôi. Nó hồi mana vậy mà đánh khỏe lắm anh em. Hết 100 cái. Chưa có team vực ải. Một này phải lập thêm team nữa mới được. Một tinh hồng, một thủy tinh. Ngày mai đỡ ông Phi Trần lên nữa là 3 viên thủy tinh, 2 viên thủy tinh rồi, ngon rồi. Để lập thêm một team hai team nữa đi. 2 team là đẹp, tại vì tối tầm 2 team rồi. Có online 2 team chứ mới có đâu nhiều. Ăn may mắn vô Khải ơi. Đây may mắn giờ mới thấy này. Ông không có may mắn mà. Đồ, từ có mặt nạ không, ăn cái mặt nạ lấy mặt nạ vô luôn. Không có mặt nạ, chưa ra mặt nạ. Nãy tôi ăn mặt nạ có mặt nạ đỏ lắm. Từ đi rồi có đúng. Qua giờ lại qua lại bắt kén bình của tửu rồi. Đậu một tiếng mà ít đầu nè, kéo cho xe nữa này. Này. Đậu nhiều khi ké vậy mà bình quá tửu này nó là đẳng cấp nhặt được đồ sao đúng không? Rồi, let's go. Ké mình quá tửu rồi, đậu xanh. 1 2. Rồi, tiếp tục. Ké mình quá tửu này. Đó. 1 cái vé số bây giờ. Số 3438. Một bình quân đại. Một mảnh ngựa. Đù không biết mảnh ngựa gì đây. Phi dân hay chết tố đây. Tố. Một mặt nạ, mang mặt nạ luôn. Mảnh đó mảnh hình như là mảnh này chẳng mảnh 4 thôi. Nhìn giống mảnh 4. Mảnh đó mảnh hình như là mảnh 6 hay là mình 7 vậy? Má mình 7, trời mình 8 có tiền rồi. Mình 8 có mấy chục kim. Ồ, 3 thủy tinh, 1 tinh hồng ngon nha. Thằng này mới có 300 cái mà ngon nha. Cố lên. Đó, chiếu dạ. Mình đi đâu không? Mình 2. Mình 8 cái có tiền nè. Úp cấp. Thì bằng 8. Trời, bằng 8 cái thôi. Mới có trăm mấy cái ra 3 mảnh. Mảnh chiếu dạ, mảnh xích thố, mảnh phi dân. Được. Anh em đang xem trong một lam hồi chơi anh em ơi. Mặt nạ nữa. Mặt nạ nữa. Tiền thổ lộ, cánh mình tiền thổ lộ may mắn rồi. Nói với cánh tiền thổ lộ thấy giờ nó cũng được anh em. Anh hơn á. Dương châu. Châu tây. Khui hàng, bánh kỹ năng tiềm năng nào, ông già Noel tím và hồng và vàng đâu. Gần 500 cái, 1 tinh hồng nữa. Ôi. Mảnh gì đây? Chiếu dạ. Mảnh chiếu dạ xấu nữa. 500 cái rồi. Như này, tiếc là hán kỹ luôn. Đủ kỹ năng tiềm năng đâu anh em? Cái này tiềm năng đâu? Ăn đúng được cái tiềm năng, cái một cái kỹ năng. Đâu cái này tiềm năng có vẻ hơi đúng rồi ta. Đủ rồi, chính đủ 2 kỹ năng, cái hai răng dư một cái. Cái này tiềm năng đâu? Rồi vốn ơi, gỡ kỹ năng tiềm năng ơi. Vô nhà lao đi. Vô ngục đi. Một tinh hồng nữa, 5 tụ tính ra 4 tinh, quên 4 thủy tinh rồi ngon ấy chứ. Ai tử rồi kìa. Kỹ năng tiềm năng ơi. Kỹ năng tiềm năng gửi dấu nam. Tiền thổ lộ. Đó, kỹ năng này, ngon có cái kỹ năng này. Đó, được. Thôi, gỡ hết 30 cái này nữa đưa vô khác. Có cái kỹ năng này. Ủa, được 2 cấp luôn không rồi. Đúng cấp thấp anh em ơi. Cấp thấp đúng phát 2 cấp luôn rồi. Còn 300 cái. Anh đâu đâu. Mai up cho nó cái event tiền vàng nữa luôn cho nó tới nóc. Tới nóc luôn. 300 cái cuối cùng. Event là phi dân. Ồ số 2. 4 ảnh ngựa luôn ta. Anh bên này nhiều ngon nha. Cái nắng tiềm năng này. Nó sẽ bán được bao tiền mà anh? Mấy trăm xu, 200 xu. 50 vạn. 50 vạn đấy. 50 vạn. Thế là VinFast giống hãng xe Việt Nam mình nè. Ông này đặt tên VinFast rồi, gơ chứ. Con của Đàm Nhật Vượng sao biết đâu được. Còn 200 cái cuối cùng. Đâu, có tiền thổ lộ nữa ta. Điều ông cắn hên lắm nha, má bút biết đồ cắn. Ôi chưa. Long mới cắn thử đó, mới cắn cái vừa vô ra cái tiềm năng rồi, nó thấy đạt là ngon rồi. Thấy chuyển chuyện rồi. Ồ quá. Đâu, còn 130 cái. Lại phát một đi luôn hả? Đã đảo luôn. Thiếu lộ rồi máy mình. Thiếu lộ được vào máy mình. Chưa hết mà, từ từ tính. Không phải cắt bớt chứ. Cắt bớt cái cắt được. 2 4 10 mấy bình nữa chứ. Tiền phút nhưng này cái bình đại này 200 xu một bình này biết đâu nha. 1, 2, 3, 4, 5 5 bình đại 6 bình đại này, cắn một cái 6 bình đại rồi. Mệt nạ. Mình cắn ra được 10 bằng đại. Rồi, đại là 3 bọn rương rồi. Cái này được khi nào đánh boss lùm ra. Dớt. Mấy con ngựa này vào trong xu không tính toán bỏ nè mà. Dùng góc đây. Kể gom lại biết đâu sần event sau ra mình 8 sao. Rồi. Cắn luôn thiên sơn lục độn 130 cái cuối cùng mới cắn được thiên sơn. Rồi. Let's go. Cái đồng tù này. Okay. 4 mặt nạm. Ôi, một viên thủy tinh nữa ngon nha. Làm cái kỹ năng tiềm năng nữa coi. Ôi, thủy tinh nữa đủ ngon. Kỹ năng tiềm năng ơi. Một vài chục cái cuối cùng. Làm cho ông cái kỹ năng nữa nè em ơi. Cái kỹ năng cho ông gỡ vốn ơi. Lên bài boss. Mặt nạ nữa đủ kỹ năng ơi. Kỹ năng đâu? Kỹ năng cái gỡ vốn ơi, 2 kim ơi. Rồi, to này. Còn một cái cuối cùng. 4 thủy tinh, 5 thủy tinh, độ hôm nay được nhiều thủy tinh rồi. Phun rương ha. Đây nha. Mặt nạ may mắn này thì cứ khi nào có boss thì mang vô. Cái nào mà đợi khi nào có boss mang vô nè. Đó. Không mà để trên cũng được luôn mà. 3 ngày cũng rồi. Thì đó, khi nào dùng mới hết mà. Khi nào dùng mới hết. Thì khi nào mang mới hết đó thì nó khi nào mình có boss thì mình mới dùng. Dùng làm gì? Nó phí. Rồi, dưới đây. Thêm một viên thủy tinh nữa, 6 viên thủy tinh. Rồi. Khui hàng cái hộp quà Noel 7 viên thủy tinh đúng rồi. Rồi tiếp theo là ngôi sao. Rồi bài boss. Hai cái boss rồi qua giao dịch là hạ thành trung tâm giao dịch luôn nha. Mặt nạ, đâu, mặt nạ không. Được rồi, tính tiền là 2 lần bài boss 200 xu này. Kỹ năng là 2 kim 200 xu rồi 400 xu cái. 2 kim tư này. Tinh hồng là 400 này. Được rồi cộng là lời lỗ nha, 2 kim tư nha. Đã rồi, là gì 2 kim 4 cộng 2 viên tinh hồng là 800. 3 kim 2. Rồi, cộng với 7 viên thủy tinh này, 7 viên thường là ơi, tính này. 7 viên là 4 viên này là 800. Đó, 4 này 800 nha anh em. 3 kim 2 cộng 800 là 4 kim này, đó. Cộng với 3 viên này là trung bình là 350 một viên, đó, có người mua luôn. 350 một viên. 3 viên 350 cộng 350 3 lần. Cộng 350 3 lần. Kim 1 kim 50 rồi 5 kim 50 xu rồi cái tiết băng tinh này mấy trăm xu anh em 300 xu 30 xu rồi 30 xu okay. Đây 30 xu 30 xu rồi 30 xu là 5350 rồi còn cái cá nhân này là bán được khoảng 750 này 1.5 á 750 này đó cần 7.50 xu rồi cái ban này nào không nói này rồi tính ra lỗ số mặt này lỗ số mặt anh em ơi. Đạo. À, từ từ ạ. 2 chục bình tiền thổ lộ, 2 chục bình tiền thổ lộ 4 xu nữa. 6 kim 1 giờ 400 xu, 6 kim 5. 6 kim 5. Rồi hết rồi. Bình kia nữa 2 xu. Đây. 6 bên này nữa là 1 kim nữa là 1 kim 2. 1 kim 2 là 7 kim 7. 7 kim 7 dư được 5 cái mặt nạ, 7 kim 7 dư 5 mặt nạ. Rồi lời kinh nghiệm có đóng. Rồi lời kinh nghiệm nói chung là lỗ với 11 kim thì lỗ 3 kim 3. Lỗ 3 kim 3. Tính ra trong cái ban thì có mình tôi lời đúng không ạ? Lột ba ghim ba. Cái này lột ba ghim ba nè. Rồi, ok. Không ra một cái gì. Mấy cái mảnh ngựa này nếu mà bán thì 200 xu nữa. Mà sợ Khải nghĩ biết được 200 xu. Vậy là lời luôn đã quay ra là bán đồ là 27 kim luôn á. Xa bờ, xa bờ. Là mình ăn hai kỹ năng hai tiền xanh mình vô, bán đồ ra mình vô, ra mười mấy kim vô ạt á thằng rồi, vô ạt á thằng rồi Khải giao dịch thì biết kim rồi. Okay. Về Hà Thành trung tâm giao dịch luôn hai cái lần robot xanh luôn rồi. Lỗ ạt đó lỗ 3 kim 3. Sao Hà Thành có bán không? Anh em nhớ cho Khải một like chia sẻ chơi anh em ơi. Rồi.